shopnow.vn, ác lực quân giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopanhảo.vn. shopanhảo.vn. Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Pioneer, một vị tướng sát thủ phe vô cùng bá đạo của Liên Quân Mobile nha các bạn. Đây là một cái vị tướng hơi khó chơi một tí nha. Nếu anh em nào mà kiểu cảm giác chơi con này nó hơi khó ấy, thì các bạn vui lòng xem video này của mình để nghiệm ra được một số cái kinh nghiệm của mình đã tích báu, gọi là sau khi mà chơi đến 3-4 đến trận 5 trận về vị tướng Pioneer này rồi. Thì ok, đầu tiên thì các bạn tăng chiêu 2 trước nha. Tăng chiêu 2 trước, đấy. Cái quán trang bị thì các bạn cũng biết rồi đấy. Trang bị gọi là đi rừng phép thôi. Trời ơi, bao nhiêu con tướng nào không có trang bị đó à. Không có con tướng nào mà thay đổi cái trang bị phép giáo sư mà sử dụng cái trang bị kiếm chi hồn hay cung bố tố đâu. Toàn là lừa blocky thôi các bạn ạ. Đó. Thì các bạn có thể sử dụng cái chiêu 2 để mình có thể tích trữ nội năng nha anh em. Nếu mà các bạn chơi con này mà các bạn thấy động xanh sao mà mình cứ hết nội năng hoài ta ơi, thì các bạn nên tích trữ cái nội năng bằng cách bấm chiêu 2 xong rồi đứng ở trong cái vòng đó. Đấy, nội năng lại đầy ngay. Ui giời, linh lát sao lại nhiều này nhở. Như một đàn luôn, ba con. Ui giời, ôi sớm nhưng như củi gừng luôn. Trời chơi quá rồi. Phê quá trời anh em ơi. Rồi, rồi ăn xong con này là lên được cấp 4 rồi này các bạn. Không, mà cấp 4 là mình sẽ check map lên bên trên. Mình xem tem bên bạn và tem mình có đánh nhau không. Nếu mà đánh nhau thì lao lên đánh nhau, còn nếu mà không đánh nhau thì cứ từ từ farm cái đã. Chứ bây giờ mấy bạn ấy đang không đánh nhau mà tự dưng mình có lao lên để làm cái gì. Lao lên một phát là ê, đánh nhau rồi. 1, 2, piu. À đủ, sớm quá rồi, chết tôi rồi, đầu xanh. Ôi ơi, ngáo ngơ rồi, tôi xôi luôn. Sớm quá anh em ơi, lao lên muộn một chút xíu thôi là thời tới. Mày hả bò, thôi lỡ rồi chơi luôn đi. Mất công về, không chết đâu. À đủ, sao mà vẫn chết. Ai chà, hình như tôi đoán sai lầm mục tiêu thì phải. Tôi kệ không sao. Pha đấy mà chậm một tí nữa, chờ cái con tướng đọc flash nó về. Xin lỗi anh em, pha đấy là lỗi tại mình. Mình gọi là kiểu như là nôn nóng quá. Mình tưởng bạn ấy sẽ xoay cái bạn ấy về luôn, nhưng mà không ngờ lúc sau bạn ấy mới về cơ. Bởi vậy âm ra lỗi tại tớ. 1, 2, 3, cái thanh niên gọi là Florentino chết này. Mới vào thôi đã gặp cái lỗi gọi là tào lao mé lao quá. Và đấy đáng nghe là ăn phải được đồ flat rồi đấy. Là nhau luôn á. Trời ơi, tem mình là vô mắn luôn. Mình vô mắn chứ không phải tem mình. Đó. Các bạn sẽ bật cái chiêu 2 trước, xong các bạn bay vô nha. Xong các bạn quất hoạt chiêu 1, các bạn quấn con quái. Đó, hồi nội năng đầy đấy không. Đấy, ngon ngay. Này, bấm chiêu 2 này, bay vô này. Xong các bạn chạy, nhớ chạy vào trong cái vòng tròn đấy nha. Đừng có đứng bên ngoài. Đứng trong cái vòng tròn đó là mình sẽ được hồi nội năng nha anh em. Nhớ đấy. Chơi con này nó cũng không dễ chơi đâu các bạn. Nếu các bạn bảo dễ chơi là hơi sai lầm. Ô, lính lát kia, quá trời quá đất luôn kìa. Mít đi hóng pin. Càng quá. Hiện tại thì một năm rồi. Kêu, em mình có vẻ như là thua thiệt thòi đủ thứ so với em bạn ấy nhỉ. Mình thì mình trước đây á, thì mình cũng hay làm clip ở trên rank tiếng Anh lắm. Mà người ta chửi quá trời luôn. Thôi thì là rank cao thủ làm clip. Rank cao thủ làm clip thì ăn được ít kill lắm các bạn. Nó không thể nào mà ăn được mười mấy hai chục mạng giống như là rank tiếng Anh rồi bất tử các thứ kiểu. Tại vì rank cao thủ thì các bạn cũng biết mà, người ta cũng là một cái người chơi gọi là có kỹ năng đồ, mạnh mẽ đồ mới lên được cao thủ, chứ đâu có phải là chơi mà dễ dàng như ăn cháo đâu các bạn. Bởi vậy đâm ra thì khi mà làm clip trên rank cao thủ ấy, mình ăn ít mạng lắm. Anh em gọi là đừng cười chê nhá. Chứ nếu mà ăn được nhiều mạng ấy thì em đi đấu giải luôn, chứ em chả ngồi ở nhà làm clip đâu. À, piêu, một em chết con bò này, hư con bò này, ký đầu con bò này, cầm cây roi là quất con bò, là quất, chạy mất tiêu rồi, không chạy thử xem, đứng lại thử xem, chết cho em luôn ấy chứ, đừng có nhờ nghe. Đó, các bạn thấy không, quăng cái chiêu 2 một cái nó hồi nội năng liền, này, quất cái chiêu 2 một cái này, đầu xanh nó này, quất cái chiêu 2 một cái hồi nội năng này, ấy, 1, 2, trời ơi, nó trốn trong nhà rồi. Thôi có con nào mình sao cũng nói chạy thôi. Ý à, đau quá trời. Nguy hiểm quá. Thôi đi về farm cái đã. Em ăn được 2 mạng thì tôi sơi hết 2 mạng. Còn bồ tôi đâu, sao chết không vậy. Ơ, sao kỳ vậy. Không đủ tầm hả. Chơi nè. Quýnh mày luôn. Bài này đi rừng mạnh lắm nha các bạn. Mạnh nhưng mà các bạn phải biết cách chơi cơ. Các bạn kiểu giống như là phải chăm bạn chờ nó hết chiêu chạy rồi các bạn hãng lao chiêu cuối vào.
Nếu các bạn còn chịu chạy thì đánh nhau đi anh. Trời ơi anh Mã Lộc sơ no à. Em ơi em đang chờ đợi. Anh này cứ núp thế em đi ra một cái nó lại biến về mất tiêu rồi sao chơi đây rồi. Thời của tôi tới. Yeah. Bùm. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Trời ơi anh Mã Lộc thiệt tình anh luôn á. Anh ulti anh chặn đầu nó chứ sao anh lại ulti về đằng nhà thì này nó chạy đi mất thì sao. Anh này anh yếu ghê luôn á. Các bạn có thấy mình nói đúng không? Nếu như mà Mã Lộc ulti chặn đầu nó, chặn đầu có nghĩa là sao? Chặn đầu có nghĩa là tới bên trên một chút, bắt buộc nó phải chạy lùi lại. Đúng không? Là mình rất là nhiều cơ hội để mình thỏa sáng luôn. Đây ông lại ulti ở bên phần nhà mình, thế cuối cùng lại ulti nó chạy mất tiêu luôn. Thế thì còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Yếu quá, Mã Lộc yếu quá. Thật sự Mã Lộc cho mình hơi kém các bạn ạ. Đánh cầu thủ mà lại bạn đánh kiểu này thì mình cảm thấy nó hơi bị thiệt thòi cho team mình một chút. Tại vì team mình bạn toàn những người đánh hay mà anh ấy lại kỹ năng như thế thì không biết tính các bạn ạ. Chả hiểu sao. Chắc là không đúng lan. Đi đâu? Này thì chạy này, một em. Một em. Không được rồi, không được rồi, không được rồi. Ô Kali kìa, Kali kìa. Cái đầu xanh Kali kìa, rồi xong nó giết bồ tôi rồi. Cái con The Flash nó biến về rồi các bạn. 1 2. Chết nè. Trời ơi nó không dồn vào cái con đứa Kali mà nó lại dồn vào anh bò các bạn ạ. Bò nó trâu nó chết ra rồi nó bò sao ấy được. Tại vì mình đang sử dụng cái chế độ máu thấp nhất nha các bạn. Bởi vậy nó chọn bò là cũng đúng thôi. Nếu mà dồn một combo vào vị tướng Kali là Kali tạch ngay. Cái pha đấy là hơi bị mình hơi bị ngáo ngáo một chút. Không nên sử dụng chiêu cuối các bạn. Để khi à cái tướng Kali nó đi tới đúng không? Mình bụp cái chiêu 2 một cái xong mình lao vào xong uống cái chiêu 1 bụp một cái. Chiêu cuối là để dành truy sát khi mà vị tướng Kali tem mạng nó bỏ đi. Nhưng mà pha đấy mình bập với chiêu 2 thì đôi lúc nó lao vào con bò. Chứ nó không phải là Kali nó nhiều máu hơn bò. Đây rồi, thời tới. Pew! Thôi được rồi. Trời ơi là trời, em cố gắng ăn vì đứa Poretino mà trả thù cho đồng đội mà không được rồi. Anh Mã Lộc kiểu này không được rồi anh ơi. Đầu răn đi găn ăn kiểu này em chết em luôn á. Cái gì mà tem gì mà 3 chết 13 mà quốc vừng què gì 02, 03, 04 hết trơn vậy. Ôi trời ơi, gánh cầu thủ các anh ơi. Ôi ôi. Các anh ơi, gánh cầu thủ các anh ơi. Mấy anh chơi gì vậy? Chết em ơi. Không được rồi, chơi rồi, chơi. Đề nghị các anh chơi đàng hoàng lại chút nha. Trời ơi, quê lắm luôn đó. Người ta cười vào mặt cho đấy, các bạn xem clip mấy bạn cười vào mặt cho đây. Mấy bạn này bảo gánh cầu thủ mà đánh không bằng mấy cái thanh niên kim cương tên anh là thế nào là nhục lắm luôn đó mấy anh ơi. Không xong rồi. Rồi xong The Flash rồi. Mày chết chắc rồi. Biến về không biến về à? Cái đầu săn không biến về à? Đi đâu? Em chạy đường nào? Này thì xạo này. 800 vàng. Ôi rồi ôi. Thời tơi luôn. Đen. Cái chiêu 2 của vị tướng Pioneer này nó có câm lặng nha các bạn. Giờ mình lên cho nó xuyên giáp cái. Xuyên các phép cái. Đó các bạn đứng trong cái vòng này đó. Hồi mana này. Bé này đi đâu? Ôi trời. Lại còn tê nữa cơ à? Chạy hô cái, đi đâu mà vội mà vàng, đứng lại cho hào cái giờ hàng cái coi. Ê. Giờ xong cấp cơ nó lấm lướt luôn cái con cái trụ nhà mình rồi. Anh bò làm sao đây? Ô, anh bò này. Anh ấy thật là vui tính. Ấy giời, em có chừng chỉ mà anh. Anh làm cái trò gì vậy? Đi qua cướp bùa hả? Anh đừng có tưởng anh trâu mà em sợ anh nha. Em đánh anh bò luôn bây giờ chứ đừng có nói tưởng là trâu bò mà ngon nha. Vãi cả trưởng các bạn ạ. Rồi xong The Flash nó lại sơi tiếp bồ mình nữa rồi. Chết chắc Hảo rồi các bạn ơi. Hảo đợt này khó cho Hảo rồi. Anh em đang xem clip của mình đăng ký kênh giúp mình nhớ nha. Cho mình xin lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ cũng như là một lượt like ở trên cái clip này giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi xong 1 2. Đi ra thung lũng. Rồi đi về. Không tha cho em nữa hả anh. Anh gì đó ơi. Cho em con đừng về với mẹ em đi. Anh muốn vậy chết em rồi. Qua cơ. Ôi lao vào kìa. Ôi. Hôm qua không có livestream được nha các bạn. Tại vì hôm qua xem bóng đá. Thôi hẹn anh em vào thứ bảy và chủ nhật nha. Mình hiện tại thì hôm nay chắc là mình làm clip xong rồi mình rảnh rỗi mình chỉnh sửa cái hôm qua là buổi sáng hôm qua đó. Đáng nghĩa là mình đi ngủ cơ. Nhưng mà mình không ngủ, mình đi quay MV á.
quay MV là tự quay thôi, quay hát sinh các bạn, chứ không phải là quay MV mà có nội dung giống như là cái trước, quay trong nhà mình thôi, quay chơi vui thôi. Tại vì thu âm là mình cũng tự thu âm luôn, xong rồi mình mua bài nhạc ấy, xong rồi tự thu âm luôn, xong rồi giờ quay hát sinh cái, xong rồi hôm nay chắc là lẽ mình sẽ up clip xong rồi mình sẽ làm thêm clip mình chơi. Ê con hàng chơi, oh my god. Mấy hôm nữa là mình sẽ chắc đã lên sớm này các bạn, trong tuần sau là mình sẽ lên thôi, thứ bảy chủ nhật live, chắc là thứ hai mình lên là đẹp nhỉ. Chỉnh sửa nhanh lắm, mình chỉnh nhé, chỉnh tầm 1-2 ngày là xong mà, cắt ghép linh tinh đổ màu các thứ ấy mà. Hôm nay các bạn sẽ được xem mình tự quay tự đổ màu nha. Ôi giời ơi, cái kết sẽ như thế nào, lại 500 vàng, trời ơi, cứ sát đào cái thanh niên The Flash này, tiền nó cứ về đầy túi luôn các bạn ạ. Ây da, thiệt là ngon quá nhà. Các bạn đăng ký kênh giúp mình với nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hello, có ai đây không? 1, 2 Hảo tươi rồi. Chơi luôn. Một khi đã máu đừng ngồi, bố cháu là ai rồi, bố cháu sợ quá chạy rồi. Trời ơi, không cho em vậy luôn. Bùm chiếu, bèn lụm. Hay. Được đấy. Hút kìa. Úi dồi ôi. Chém luôn, đúng rồi. Chém luôn, quay lại chém luôn. Ôi dồi, đau quá trời đau luôn, đúng không? Thốn quá thốn, đúng không? Ok, không sao. Chuyện đâu còn có đó, cái gì khó cứ để đồng đội Hảo lo cho. Cái gì mà 22 mạng luôn rồi. Sao team bên kia nó ăn nhiều mạng thế? Trời ơi, cái ranh có 5 cái thanh niên cao thủ thôi mà tới 4 ông âm mạng thế này, còn một mình tôi sao tôi gánh? Mấy bạn đánh vậy là cứ 1-9 chết tôi rồi. Ôi ơi, mình cũng chỉ có 2 cái tay thôi chứ có gọi là cao siêu 3 đầu 6 tay gì đâu, mấy anh cứ đè lặng lên vai em thế này chết em rồi. Có ghê thật đấy chứ. Cũng may là trận này là mình làm clip cho anh cao thủ ấy. Trời ơi, không phải, để mình sẽ cắt cái khúc đoạn mà rank đi. Chứ không, mấy ông thấy clip này, mấy ông lại bảo lại làm clip tinh anh kim cương. Ui dồi, em lạy mấy anh luôn ạ. Cứ được trận xanh xanh một cái, gọi là gánh tem một cái lên, mấy ông thì cứ phán này phán kia, chắc chết. Thôi đừng có ăn. Ừ đúng rồi. Mà không biết có thắng được không đây nữa này. Căng quá. Nếu thua anh em đừng đi like tội nghiệp mình nha. Hôm qua mình chơi cái con Fortnite này. Đâu rồi? 1, 2 Chà! Đi đâu con sâu? Ôi giời, chết luôn rồi hả? Rồi xong bé rồi. Ê, quá con băng xương nè. Rồi xong ai? Xong hỏng, xôi hỏng bóng không rồi. Cố lên Violet, cố lên. Ui giời ôi, chết chùm luôn hả? Này thì bắt tao. Cây à? Anh Valentino cây cứu này. Giờ anh cây cứu cứ đừng bình tĩnh. Không lên cây cứu nè. Giờ mình sẽ lên cho nó. Đừng các bạn ạ. Đừng lên quyền trượng. Con này không cần lên quyền trượng đâu. Các bạn lên cho nó cái sách chi hồn đi. Cái trang bị của mình thì mình đầu tiên mình sẽ lên cho nó cái vương miệng nha các bạn. Vương miệng xong rồi một cái món xuyên giáp phép. Xong rồi mình sẽ lên cho nó cái quả cầu băng xương. Rồi mình lên sách chi hồn là đẹp luôn. Để trang bị của nó cũng đơn giản thế thôi. Thì vậy trang bị chỉ cần các bạn trang bị như vậy là các bạn đủ thua rồi, không cần phải trang bị nhiều thêm đâu. Này thì đấu với đầu gấu này. Ê, đứng lại. Không được đứng lại không các bạn. Nhất định không chịu đứng lại. Kỳ cục vậy. Ừ. Ôi trời. Ôi giời. Ôi. Bi. Chơi nào. Ôi giời ơi, chơi này. Rồi xong, ok luôn. Hết mana, hết nội năng không? Nào, các bạn muốn lấy nội năng đúng không? Nào, các bạn sẽ đứng lên này, đó. Chuẩn bị lấy nội năng nha. Này, quăng cái chiêu 2 này, đó. Vô đứng lên này. Hồ nội năng này, đó. Mày vô đây. Mày bước vô đây. Xin lỗi ạ. Tôi không ngán ai hết giường ấy mấy anh ơi. Mày bước vô một cái thôi là tôi chơi luôn đó nha. Tôi đừng có sợ ai đâu nha. Cái đậu xanh bước vô đây. Oh my god. Rồi cầu băng xương không kịp xài luôn các bạn. Mấy cái thằng The Flash dạo này đi rừng mạnh thế nhờ. Thật sự là nó quá mạnh luôn đấy các bạn. The Flash dạo này đi rừng mạnh ghê á. Anh em có thích xem clip về vị tướng The Flash đi rừng không? Có comment cho mình biết là mình làm clip luôn ngay mà luôn nè anh em. Thích không? Thích comment luôn. Trời ơi làm luôn, ngay luôn luôn. Ngại gì? Trời ơi mình không biết ngại gì hết trơn á. The Flash nó cũng dễ chơi mà các bạn. Rồi thôi luôn.
Ủa. Trời 15 mà chết 31 thế kia thì các bạn nghĩ xem có đánh nổi không? Đậu săn cái đàn cao thủ mà nó chênh lệch nhau quá trời chênh lệch luôn. Mà không, còn nước còn tát các bạn. Cố gắng thôi. Hôm qua mình làm clip về vị tướng Krizit nát ba đường luôn mà vẫn đã lật kèo được kèo luôn. Trời ơi là trời, nó sướng đừng có hỏi luôn. Như này đã là cái gì so với trận ngày hôm qua đâu các bạn. Hôm qua nát ba đường luôn. Vẫn lật kèo gánh tem mà. Đi Krizit nhưng vẫn gánh tem nha các bạn. Đi support nhưng mà gánh tem MVP loài mồm luôn. Đẳng cấp cỡ đấy mà. Hôm nay mình đi rừng không gánh nổi tem sao? 1 2 cha. Ăn đục. Chạy đi đâu con sâu? Mày hả bới? Không có chiêu cuối thì mình chết. Thời của háo tới rồi. Con này các bạn đừng có lao vào đầu tiên nha các bạn. Chờ tem mình đang combat cái ra các bạn bay vào. Tại sao? Khi mà các bạn bay vào đầu tiên ấy, nó có tốc biến này, nó có chiêu, nó chạy, nó né hết chiêu của các bạn luôn. Còn khi mà các bạn đang hai tem đang combat ấy, các bạn bay vào mà nó hết chiêu một cái là mình bay vào mình mút chùn chụt đấy. Ông lỗi à? Tôi múa ba thằng luôn hả? Ờ, gặp hảo mà múa. Này thì múa này. Đây này gặp hảo, hảo cho bạn múa luôn. Ăn rồng luôn. Xúc con rồng luôn. Trời ơi bạn Natalia này, bạn lôi con rồng ra ngoài đó chi cho nó chạy lại đây vậy? Bạn phải đứng ra chỗ này. Trời ơi. Lôi từ từ thôi, đừng lôi kiểu đây. Đậu xong hết mẹ máu luôn rồi. Trời ơi hết máu luôn rồi anh ơi. Đi gì đấy mấy anh ơi. 1 2 cha. Hù, chết chưa? Chết bẩn chưa, cho bẩn chưa, quất chưa cuối luôn. Đi cho nó nhanh các bạn ạ. Ăn con này luôn. Băng cái vô 2 đứng trong này là đó. Rồi rồi rồi, Florentino lại tiếp tục với những cái hành vi gọi là cân ba đến từ bạn ấy. Hồi nãy bạn ấy bảo như vậy mà. À, dốc cơn mình không nên sơ nói các bạn. Tại sơ nói mới cùng nó chết mất. Đây rồi, đây rồi. Ăn đủ. Bấm nhầm chiêu các bạn ơi. Hello baby. Hết hồn chưa? Nghe nói đổi Vlad xanh lắm đúng không? Còn hai người. Xong tem bảng rồi. Ui à, còn ba người chứ. Này vị tướng Kali tem bạn chết chắc này. Đây 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 con hàng đây. À, không đủ tầm. 1 2 cha. Hù. Ôi trời ơi một mạng quả cầu băng dương. Chạy đây, chạy đây. Kêu 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 hào giờ mới mấy bạn ơi. Ủa cái gì vậy? Ủa sao tem tôi chết hết rồi? À đâu. Hình như tem tôi bị con bò nó giết hay sao ấy ta? Vô lý, mình nhớ là tem bạn còn có 3 người đúng không? Con dốc cơ nó ở bên trong. Mình thì kỳ dí con Kali rồi, còn mỗi thằng Toro à? Mà tem mình bị Toro nó giết hết chết hay gì ấy mà. Ất đâu, chơi vậy không được rồi. Chật chắc rồi. Không hiểu luôn, mình phải đấy mình không hiểu luôn. Tự dưng quay đi quay lại thấy bồ mình chết hết dơn luôn. Còn mỗi Natalia mình sắt đứt chảy luôn. Ây da. Ây da. Ôi ôi, khóc rồi, khóc rồi, khóc rồi, khóc rồi. 20 mà chết tới 37 luôn. Rồi, mình có tiền mà các bạn. Soạn cái món trang bị giáp hộ mạnh đi tí nữa mà mất cái quả cầu băng xương, cái mình bán quả cầu băng xương mình mua giáp hộ mạnh liền là sẽ được hai mạng. Wow. Nhanh tay thì chút mà được. Ok. Ê ê ê ê. Rồi xong luôn, nó sơ con thằng lông chơi tụi nó. Hảo đang tới. 1 2 cha. Một em rồi, một em rồi. Ui da, đau quá, đau quá, đau quá, đau quá. Đâu quá, đâu quá, chơi tới luôn, tới luôn luôn, tới luôn luôn. Tới luôn quất con rồng trước, rồng tiên phong trước. Mày hả rồng? Mày hả rồng tiên phong? Mày xấu xào hả mày? Rồi xong các bạn còn có hai người lật kèo luôn. Đây, các bạn thấy lật kèo chưa? Nè 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 nè, mình băng chủ luôn nha các bạn. Mình có chiêu, có ở đây, có đầy đủ có nội năng này. Có đầy đủ quả cầu băng xương, có giáp hộ mệnh luôn này. Băng chủ này các bạn, chuẩn bị này. Có một con lính nè, lật kèo đàn em. Một khi đã máu được ngồi bố cháu lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Có quả cầu băng dương ở đây. Mình sẽ bán quả cầu băng dương mà lên giáp bông mạnh. Và như vậy giáp bông này đã được mua rồi. Không chết là không chết đâu, anh em cứ yên tâm. Hãy tin là Thảo, Hảo băng sông. Hảo hiện tại đang ở đây. Mà theo mình đang càn vào và tấn công cái chủ. Mình quyết định bật cái chủ 1. Mình lao vào mình đập cái chủ 1 cái 3 win luôn. Rất kêu luôn, gắn tem luôn. Yeah. Yes. Đấy là phải thế các bạn ạ. Danh cao thủ cứ phải để Hảo gánh mới chẹo được à. Ây da, mấy cái thằng hiền này thiệt là kỳ cục quá đi trời. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của mình. Đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh. Bạn nào muốn mua nick vào xuất nick của mình là nhá.